Ở đây chị tận dụng cái phần nước rỉ ra trong cái ống bơm nước hả? Nè. Một chút ra đó. Chị ngồi múc về hoài luôn ha, tiền nào mới nghỉ? Thì nắng quá thì chạy vô nghỉ chút, chạy ra múc nữa để bỏ ủa. Để giờ anh múc nó nghỉ bơm mình lấy gì xài. Cái ống bự nó không có khích cái có được cái kẽ nước nó chảy vậy hả? Rồi lấy cái bao chị đựng lại để múc. Lại đùng lại. Đó, múc lên. Kính chào quý cô chú anh chị cùng các bạn. Hôm nay thì em có dịp đi ngang xã Tam Bình và ngay cái đoạn đường em đi ngang em gặp được một cái chị đang ngồi múc nước. Được cái nước mà chị múc là cái nước rò rỉ từ cái ống bơm nước của cái đường ống cung cấp nước tưới cho các nhà vườn ở trên địa bàn xã. Đây là hình ảnh của chị đang ngồi múc nước. Hiện tại ở xã Tam Bình, ngay cái khu vực này, ngoài vấn đề thiếu nước tưới cho cây sầu riêng thì cũng phải gặp một cái vấn đề về nước sinh hoạt. Các hộ dân trong khu vực này không có đủ nguồn nước sinh hoạt nên cái chị này phải tận dụng cái nguồn nước rỉ ra từ cái đường ống bơm nước cung cấp vào các bể chứa cấp nước cho các hộ trồng sầu riêng. Nước thì được chị múc vào một cái ca và là một cái đường ống dẫn vào trong nhà chứa qua các lu và bạc ni lông như thế này đây. Đây là các lu và cái bạc ni lông của chị dùng để chứa nước. Thời tiết đang rất là nắng nhưng mà cái chị này cũng vẫn phải cố gắng che một cái tấm vải và ngồi ở phía sau tấm vải đó múc từng ca nước để tận dụng cái nguồn nước này để sử dụng cho sinh hoạt. Giữa cái trời nắng như thế này mà cái chị này cũng phải cố gắng ngồi đây để múc từng ca nước, sau đó đổ vào cái xô và cái dẫn theo cái đường ống để bơm vào nhà. Ở đây chị tận dụng cái phần nước rỉ ra trong cái ống bơm nước hả? Trong cái kẽ này nè. À. Một chút ra đó. Chị ngồi múc về hoài luôn ha, tiền nào mới nghỉ? Thì nắng quá thì chạy vô nghỉ chút, chạy ra múc nữa để bỏ ủa. Để giờ anh múc nó nghỉ bơm mình lấy gì xài. Cái này là bơm suốt hay sao chị? Bơm hôm đó này chắc cũng cả 2 tuần rồi đó mà không biết bơm tới chừng nào không biết. Dạ. Là 2 tuần nay chị ngồi đây múc vậy ha. Ở đây vừa không có nước tưới cây mà vừa không có nước sinh hoạt luôn. Không có thay mà không có nước sinh hoạt luôn. Đổ vô cái xô làm cái ống truyền vô nhà vậy đây. Do cái mình để dành chứa vô đây cái mai mốt lỡ nó không bơm nữa cái mình bơm lên tung luôn đó. Yeah. Cái mình lóng phèn mình xài lần lần để giờ có ít cái không bơm vô chứa cái để mai mốt nó hết thì đâu có lấy gì đâu có nước xài. Cái ống bự này là bơm từ đâu vô chị? Từ ngoài chỗ đầu ruộng lớn ngoài ra Tam Bình đi xuống Mỹ Tho rồi đó. Dạ. Yeah. Ngoài đầu cái bơm vô. Bơm vô mấy cái hộ trong đây cho mấy người vòng vòng đây đi lấy về tưới cây sầu riêng hả? Đông ở chỗ cái đập mà hai khác này rồi cái người ta mình đăng ký thì cho bỏ xong 2 khối. Nó còn nó văng ra vậy đó. Nó vét. Ngày được chừng lưu hai lưu gì vậy đó để dành. Phải lóng phèn lại nữa. Lóng phèn chứ nó thì đục. Chứ không nó dơ nè. Như này tại nước sông mà phải không? Ừ, nước sông ta bơm đầu nguồn về ta đừng ta tưới cây chứ ta phải cho sinh hoạt. Mà mình không có nước sinh hoạt mình tận dụng mình lấy xài luôn. Ừ. Chứ thôi cũng phải bơm nước mặn lên xài. Có nước này thì nó đỡ hơn chút. Nhà chị có trồng sầu riêng không? Có. Rồi nước đâu tới?
có đâu thì cũng đợi cho rồi mướn người ta ginh vô vườn, tại vườn chị ở trong sâu á. Dạ. Nắng chang chang che cái tấm vải rồi ngồi đây. Chị nắng quá chị không nổi. Vòng vòng từ đây ra lộ biết bao nhiêu nhà mà hứng quá. Em chạy vòng này thấy mấy cái vườn sầu riêng có cây chết trơn rồi. Ờ đó. Chị quá thôi rồi. Tại không không tốt cái nay mà. Xã Tâm Bình thì là một cái xã cũng thuộc phía nam của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và cũng cùng chung với tình trạng của các xã khác ở phía nam của huyện Cai Lậy là cái vấn đề khó khăn về nước tưới cũng như là nước sinh hoạt. Hiện tại ở xã Tâm Bình đang trong một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Múc bao lâu mới được một cái túi bạc này? Không biết đâu, có canh đâu, có khi thì nó bơm như ngày thì nhiều, có khi nó bơm buổi. Tùy theo ngày người ta bơm lâu thì mình hứng được nhiều. Cái xô này chị tự chế luôn hay ai chế? Cái xô xong cái khoét cái lỗ gắn cái ống nhựa vô. Cái lỗ sách xô, sách nặng quá sách không nổi. Chế cái này đừng ngồi đây múc. Để suy nghĩ ra ngồi đây múc bằng chuyền vô. Thôi thôi nắng quá chịu không nổi mà. Muốn cháy lưng luôn luôn. Trời đất ơi. Nắng mà nó đi hết tơ mà nó không có vô được. Vậy hả? Chị coi nghe lời con mở ra coi. Nắng vậy mà chị ngồi đây chị múc từ sáng giờ. Ơi ơi ngoài kia kìa chị chín nhưng múc tối ngày hôm bà nói nước chảy tới 11 giờ bắt canh tới 11 giờ luôn. Trời ơi bà nhiêu bà vợ hả con? 11 giờ. Có 10 giờ con nghỉ con mệt quá. Bà 11 giờ bắt canh chừng nào hết chảy luôn. 11 giờ tối hả? 11 giờ khuya á. Rồi ngồi đây múc suốt vậy hả? Bà ngồi bà múc suốt. Rồi nhà cô cũng y như của chị này cũng không có nước xài hả? Ai cũng vậy hết á. Rồi như chị này chị ngồi đây chị múc chị xài còn cô lấy nước đâu? Đi chở. Cô đi chở chỗ khác về hả? Chở chỗ khác. Đi ra người Anh nè chở về xài. Còn ngày nào cũng phải đi hết. Ngày nào cũng đi hết. Còn ở nhà thì có giếng á rồi cái múc lên cái quậy phèn cái giặt đồ rồi đỡ. Trời đất ơi, giết cây hổng hình hồi nào một cái sợ như năm nay ta. Mà giỏi thiệt chứ, mà sách, con sách mấy mũ con phòng, ta gọi nhá tên luôn. Nó nổi, sách vô, phải sách tưới đồ. Cô ở đây xưa giờ có gặp tình trạng này lần nào chưa? Chưa, mới năm nay. Mới có năm nay hả? Chứ đó giờ đâu có. Trời ơi, hôm đó nha, có nước chờ chở ra xài á, mừng khá ghê luôn á Thảo. Dạ. Mấy chỗ kia người ta nói không có, đi xin không. Cái nói tội của tôi quá mừng quá, ai nhà đâu mới mấy bữa hả, cúp tới nay luôn, 10 ngày hơn 10 ngày rồi. Đâu có nước đâu. Nước cây đó mà cái hôm không vô được 1 kiệu, 2 kiệu. Ừ. Rồi xong cái cũng để sinh hoạt hàng ngày cái nó thiếu. Rồi thiếu rồi cái bơm nước dưới sông lên xài sao mấy bữa. Cái sao nắng này nè. Cái hôm nữa sao này nó bơm. Uống cũng nhiều mà nắng cái nó rút nữa. Dạ. Rồi mấy cái kiệu mở hang xài rồi để mới dưới nắng á cái nó cũng rút hết nước luôn. Cái sao nhờ bơm nước cây này tự nhiên lũng chảy nha xè xè con lóc muỗng hứng. Con dắt vô con xài mấy bữa con đau tay quá giờ con chuyện. Mà sao dài dài đây có cái chỗ người ta không lấy mà ngay chỗ mợ phải nó xì giùm cái không. À nhà nó không có xì rồi làm sao. Cái nó xì ít cái mợ lấy cái miếng tên á. Mà lót vậy nè cái cho nó vô cái dũng cái vô. Dạ. Máng nha. Hả? Ừ, làm như cái máng nha. Hôm đó cái nhà dở rồi cái còn cái máng xấu á. Cô lấy cô hứng vô mẹ chảy xịu à. Bên bà Hải Bồng hôm nay bà lấy nhiều dữ lắm. Tại cái bên bà nó chảy nhiều. Nước được chị múc thì sẽ thông qua cái ống màu xanh này để xuống cái túi bạc ni lông ở dưới đây. Và chị dự trữ lại. Sau đó nước sẽ được chị bơm lên những cái bồn và những cái lu chứa nước này để lóng phèn và lọc nước lại dùng cho mục đích sinh hoạt. Và đây là những cái lu nước của chị sau khi đã lóng phèn cũng như là lọc lại. Đến đây thì em cũng xin phép kết thúc video. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.